chưa bao giờ lên sân khấu lòng nào thì cố gắng mạnh dạn. Các quý vị vỗ tay nhiều nha các vị, các quý vị vỗ tay nhiều thì các em sẽ hát rất là hay. Vỗ tay nữa các vị. Các con đứng thẳng nha, mấy con, các ông và cô bác vỗ tay khen các con rất là nhiều, cho nên các con phải hát rất là hay. Các con đứng ngay thẳng. Đứng ngay thẳng coi thử rất đẹp chưa? Các anh chị và con cô bác coi thử các em đứng có đẹp chưa? Nếu chưa đẹp thì đừng có vỗ tay cho quý vị. Đó, không vỗ tay tức là các con không đẹp đó. Thưa quý vị, này em trong mỗi con tim nhớ mang quê hương của mình với nhạc phẩm như Hòn Vi Sông Xin Được bắt đầu.